Podcast sẽ quay trở lại với các bạn với thông tin về cái chết đầy bí ẩn của một thanh niên làm nghề bảo vệ. Anh ta đã nhảy lầu tự sát tại chính nơi làm việc của mình. Nơi đó còn có tên gọi là giường quỷ bạn. Cái đó là nguyên một cái khu xưởng luôn, rất là rộng và không có nhà dân, thì nó rất là kiểu như là nó cũng cách rất là xa, nhưng mà tự nhiên bên trong nó không có nhà, tự nhiên có đúng một cái căn nhà mà có một người ở, mà người ở đó chính là người bảo vệ. Mà một phân xưởng mà bỏ hoang mà tự nhiên lại có một người sống cũng làm công việc là bảo vệ, thì cho nên ủa, cuối cùng cái này là phim hay đời thật vậy? Thì nói chung là cho mình cảm xúc rất là nhiều. Tôi nghĩ là đây là một cái bối cảnh mà thật, khá là thật, tại vì đúng là khu phân xưởng này là phân xưởng nó bỏ hoang hoàn toàn. Ra là bối cảnh ở trong xưởng 13 nó thiệt là cảnh, cái chỗ nào ở chỗ đó nhìn cũng ghê hết. Nhưng thề luôn các bạn, mà có cơ hội mà có dịp nha, các bạn đến đó thử xem coi như nó có sai không. Không có chỗ nào mà các bạn nhìn mà các bạn không sợ hết. Đến lúc mà lên ngày đầu tiên thì cái bối cảnh nhìn nó âm mưu, nhìn nó rợn. Từ lúc ngoài bước cửa vô là đã thấy rợn rồi. Xong vô không khí cứ mưa bão, ra thì mưa, đèn mà cứ sắp ra xong rồi mưa, dọn vô thì nó lại không mưa, cứ ra mưa, phải cúng rất nhiều lần luôn. Khi mà mới bước vào thì bất cả những người, kể cả những cái người gan dạ nhất cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh. Tai nạn lao động xảy ra rất là nhiều, rất là ghê gớm. Mà chú có biết không, đặc biệt cái tiếng kêu cứu nó xảy ra liên tục mà hàng đêm. Bởi vì cái bối cảnh luôn, tôi nói thiệt luôn là cái bối cảnh đó là một phân xưởng bị bỏ hoang nữa, cho nên là cảm giác lạnh rất là có. Cho nên là khi mà mọi người nói là có đó, ấn thiệt. Nhưng mà bản thân mình luôn có cái cảm giác cái có cái gì đó vô hình khiến cho mình cảm thấy rất là sợ. Chắc 1-2 ngày mình có thấy sợ chút xíu, nhưng mà sau đó thì mình thấy quen, mình hết sợ. Cảm giác như là tất cả những cái gì mà mình trước đây, cái niềm tin của mình trước đây về ma quỷ là mình hơi bị lung lay. Nói chung là quay cái phim này á, nói về vấn đề tâm linh á, thì nói tới giờ vẫn còn hơi dài gà.